50 nhà lãnh đạo thế giới tề tụ tại lễ kỷ niệm 100 năm Thế chiến thứ nhất. Hơn 50 nguyên thủ các nước hôm nay ngày 4 tháng 8 đã tề tụ tại Bỉ để tham gia lễ kỷ niệm 100 năm ngày nổ ra Thế chiến thứ nhất. Các thành viên của gia đình Hoàng gia Bỉ, Anh cùng nguyên thủ nhiều nước đã cùng tham gia dự một buổi lễ tại Leeds để kỷ niệm 100 năm ngày Đức xâm lược Bỉ, vốn gây ra Thế chiến thứ nhì. Buổi lễ tại Leeds bắt đầu vào lúc 9 giờ sáng giờ địa phương, bao gồm nghi thức đặt hoa và một phút mặc niệm. Tổng thống Pháp François Hollande, Tổng thống Đức Joachim Gauck, Hoàng tử Anh William, Thủ tướng Bỉ Elio Di Rupo và nhà vua Bỉ Philip dự kiến sẽ có các bài phát biểu ngắn tại sự kiện. Sau bữa trưa, các lãnh đạo thế giới sẽ đến cung điện Hotel de Ville tại Leeds để tham dự một sự kiện khác, vốn cũng bao gồm một màn trình diễn bay của đội nhào lộn Red Devils. Thế chiến thứ nhất là một trong những cuộc chiến tranh quyết liệt quy mô lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Về quy mô và sự khốc liệt, nó chỉ đứng sau Thế chiến thứ hai. Khoảng 17 triệu binh sĩ và thường dân đã thiệt mạng và 20 triệu người khác bị thương trong Thế chiến thứ nhất. Hôm qua, Tổng thống Đức và Pháp cũng tham gia kỷ niệm 100 năm ngày Đức tuyên chiến với Pháp vào ngày 3 tháng 8 năm 1914.